Các tin tức đáng chú ý trong điểm nóng BNC hôm nay: 11 chiến hạm Trung Quốc cảnh báo Philippines trên Biển Đông. Cách đó không xa, khu trục hạm Nhật Bản lần đầu đi qua eo biển Đài Loan. Mặt khác, hòn đảo còn gióng lên hồi chuông báo động khi phát hiện hàng chục chiến đấu cơ Trung Quốc. Diễn biến khác tại châu Á, Trung Quốc có thể đã phóng tên lửa Đông Phòng 31 đủ sức tấn công Hoa Kỳ. Các tin tức khác, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây Nga có thể sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Tại Trung Đông, Hezbollah có thể đập nát vòm sắt của Israel nhưng đối mặt với nguy cơ bị diệt vong. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin điểm nóng ngày 26 tháng 9 năm 2024. Theo NHK, Philippines cho biết họ đã phát hiện 11 tàu chiến Trung Quốc xuất hiện tại bãi Sabine, nơi chứng kiến nhiều căng thẳng trên Biển Đông. Bãi Sabine nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, có vị trí quan trọng và gần mỏ dầu khí. Philippines và Trung Quốc đã nhiều lần chạm trán căng thẳng gần bãi cạn này. Ngày 15 tháng 9, Philippines buộc phải rút tàu BRP Teresa Magbanua, một tàu tuần tra lớn dài tới 97 mét, ra khỏi bãi Sabine. Tàu đã bị đâm thủng và nhiều thủy thủ gần như kiệt sức. Manila nói, con tàu đã bị một tàu hải cảnh Trung Quốc đâm mạnh 3 lần vào cuối tháng 8, gây ra lỗ thủng khoảng 1 mét. Phía Bắc Kinh chối bỏ và đổ lỗi bên kia gây ra sự cố va chạm. Hải quân Philippines cho biết, 11 tàu chiến Trung Quốc đã đến gần bãi Sabine trong vòng một tuần, từ ngày 17 tới ngày 23 tháng 9. Đây là số lượng tàu hải quân lớn nhất mà Trung Quốc đưa tới khu vực trong vòng một tuần, kể từ khi Manila bắt đầu giám sát bãi Sabine từ khoảng 6 tháng trước. Hải quân Philippines cho biết họ sẽ không nản lòng trước động thái mới nhất của Trung Quốc. Họ khẳng định sẽ tiếp tục giám sát bãi cạn này nhằm ngăn Trung Quốc bồi đắp đảo phi pháp. Thưa các bạn, hôm nay nhiều hãng tin quốc tế như Reuters hay là Kyodo News cho biết lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã lần đầu tiên đưa tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc. Theo tờ báo Yomiuri của Nhật Bản, tàu khu trục Sajanami của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tiến hành tuần tra suốt 10 giờ đồng hồ vào ngày thứ Tư 25 tháng 9. Tàu khu trục Sajanami dài khoảng 150 mét, rộng 17 mét, đã khởi hành từ cảng quê nhà tại Kure, tỉnh Hiroshima. Tàu này có thể chở khoảng 170 thủy thủ. Truyền thông Nhật Bản cho biết, hành trình qua eo biển Đài Loan được Nhật Bản thực hiện phối hợp với các tàu hải quân của Úc và New Zealand. Hải quân ba nước cũng đã lên lịch tổ chức các cuộc tập trận chung tại Biển Đông bắt đầu từ ngày thứ Năm 26 tháng 9. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi từ chối bình luận về các thông tin nói trên, nhưng ông bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Hayashi có nói, chúng tôi có cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ khi các vụ xâm phạm không phận Nhật Bản liên tiếp xảy ra trong một thời gian ngắn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Tokyo ngày 26 tháng 8 đã cáo buộc trinh sát cơ Trung Quốc lần đầu tiên xâm phạm không phận Nhật Bản ở ngoài khơi tỉnh Nagasaki, khiến Tokyo phải triển khai các chiến đấu cơ ứng phó. Ngoài ra, vào ngày 18 tháng 9, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã trở thành tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản, di chuyển giữa các đảo xa xôi ở phía nam Nhật Bản. Tờ Yomiuri cho biết, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản từ trước tới nay vẫn tránh đi qua eo biển Đài Loan để không khiến Bắc Kinh tức giận. Tuy nhiên, các biến động an ninh gần đây có lẽ đã buộc Tokyo phải gửi đi một thông điệp cứng rắn hơn, thể hiện cam kết duy trì tự do hàng hải. Bắc Kinh tuyên bố có quyền tài phán với eo biển Đài Loan, trong khi chính quyền tại Đài Bắc cũng như Hoa Kỳ và các đồng minh khẳng định đây là vùng biển quốc tế và các nước có quyền tự do tuần hành hàng hải. Hải quân Hoa Kỳ và các nước khác thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan để nhấn mạnh quyền tự do hàng hải. Vào tháng này, Hải quân Đức cũng có lần đầu tiên đi qua eo biển sau hơn 2 thập kỷ, thể hiện quyết tâm của Berlin trong việc sát cánh cùng các đồng minh phương Tây. Eo biển Đài Loan là tuyến đường thương mại chính với khoảng một nửa số tàu container toàn cầu đi qua. Động thái mới nhất của Nhật Bản có thể gây ra phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu, tờ báo nhà nước Trung Quốc cho biết, quân đội Trung Quốc đã theo dõi quá trình di chuyển của nhóm tàu chiến từ Nhật, Úc và Canada. Đài Loan được coi là điểm nóng quân sự tiềm tàng trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Bắc Kinh coi hòn đảo này là một tỉnh ly khai cần phải thống nhất với đại lục, có thể dùng biện pháp vũ lực nếu cần thiết. Trong một diễn biến liên quan, ngày 25 tháng 9, Trung Quốc cho biết đã thực hiện thành công một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiếm hoi trên Thái Bình Dương. Cùng lúc, các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc vào tuần trước đã mở rộng các sáng kiến an ninh trên Thái Bình Dương do có chung mối quan ngại về Trung Quốc. Cũng liên quan đến Đài Loan, cơ quan phòng vệ của hòn đảo vào ngày hôm nay đã gióng lên hồi chuông báo động khi các hoạt động quân sự của Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ. Theo Reuters, cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 26 tháng 9 lên tiếng báo động về cái gọi là tình trạng thiếu ổn định chính sách từ Trung Quốc. Đài Loan cho biết các hoạt động quân sự của Bắc Kinh đang tăng mạnh xung quanh các đảo của Đài Loan. Các cuộc tập trận bắn đạn thật cũng đã diễn ra thường xuyên hơn với quy mô lớn hơn.
hòn đảo tự trị nói rằng Bắc Kinh tiếp tục đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với các bên láng giềng. Ngày 26 tháng 9, Đài Loan nói rằng Trung Quốc đã có 2 ngày liên tiếp thực hiện hành động quân sự đáng lo ngại. Có tới 29 chiến đấu cơ của Trung Quốc tham gia cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu phối hợp với nhóm tàu chiến. Một ngày trước đó, Đài Loan đã phát hiện 43 máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động xung quanh đảo. Trong số này, 23 máy bay đã bay về phía nam Đài Loan. Chúng hiện diện tại kênh Bà Xí, tuyến đường biển ngăn cách Đài Loan với Philippines. Sau đó, các chiến cơ bay dọc theo đường bờ biển phía đông Đài Loan. Gần đây, Trung Quốc cũng thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải và biển Bột Hải. Cơ quan phòng vệ ở Đài Bắc cho rằng, Trung Quốc muốn duy trì sự bá quyền, thể hiện sự thiếu ổn định về chính sách, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với các bên láng giềng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa lên tiếng về các cuộc diễn tập gần đây xung quanh Đài Loan và không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters. Một nguồn tin an ninh giấu tên nói với Reuters, việc hàng chục chiến đấu cơ Trung Quốc bay gần Đài Loan vào hôm 25 tháng 9 là một phần của cuộc tập trận thường niên. Giải phóng quân Trung Quốc PLA đã tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Họ thực hành chiến thuật chống tiếp cận, chống xâm nhập A2AD nhằm đảm bảo có thể ngăn cản nước ngoài tiếp viện cho lực lượng Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột xuyên eo biển. Nguồn tin nói thêm với Reuters, cũng theo nguồn tin này, lực lượng không quân Trung Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận giành quyền thống trị trên không ở ngoài khơi phía tây nam Đài Loan. Không quân Trung Quốc cũng thực hành tiếp nhiên liệu trên không xung quanh kênh Bà Xí. Lần gần nhất mà Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận toàn diện xung quanh Đài Loan là hồi cuối tháng 5, ngay sau lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Lại Thành Đức. Bắc Kinh đã công khai chỉ trích ông là phân tử ly khai nguy hiểm. Ông Lại nói rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính mình và đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Bắc Kinh nhưng đều bị từ chối. Quân đội Trung Quốc hôm nay vừa công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà họ phóng thử ra vào Thái Bình Dương vào ngày 25 tháng 9. Các nhà quan sát cho biết có khả năng Bắc Kinh đã sử dụng tên lửa Đông Phong 31AG với tầm bắn có thể vươn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Trung Quốc đã công bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM trên Thái Bình Dương vào sáng thứ Tư ngày 25 tháng 9. Đây là vụ phóng thứ hai như vậy sau đợt thử nghiệm vào tháng 5 năm 1980. Động thái này đã làm dấy lên suy đoán rằng Bắc Kinh có thể đang gửi tín hiệu tới Hoa Kỳ và các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Tên lửa Đông Phong 31AG đã xuất hiện trong một cuộc diễu binh quân sự vào tháng 7 năm 2017 tại Nội Mông nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân PLA. Đây là tên lửa di động trên bộ, phương tiện phóng của nó có thể di chuyển qua địa hình không trải nhựa, khiến nó linh hoạt và khó bị phá hủy hơn. Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đã thông báo cho Hoa Kỳ trước khi tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày thứ Tư. Washington gọi đó là động thái đúng hướng. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh cũng nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường giao tiếp giữa quân đội hai nước. Những phát biểu của bà đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đã phóng một ICBM mang đầu đạn giả rơi xuống vùng biển quốc tế thuộc Thái Bình Dương. Bà Singh cho biết, Hoa Kỳ hoan nghênh thông báo trước của Trung Quốc vì nó giúp giảm thiểu rủi ro hiểu lầm và những tính toán sai lầm. Phát ngôn viên nói thêm, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận thông báo thường xuyên giữa hai nước đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa không gian. Quân đội Hoa Kỳ cảnh giác với việc Trung Quốc tìm cách cải thiện khả năng tấn công nhắm vào lãnh thổ và tàu sân bay của Hoa Kỳ. Bất chấp điều đó, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nối lại liên lạc quân sự. Đây là một nỗ lực liên tục sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nhấn mạnh lời cảnh báo hạt nhân. Ông nói với một nhóm các quan chức cấp cao rằng Nga sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả nếu bị bất kỳ quốc gia nào tấn công bằng vũ khí thông thường. Phát biểu được Tổng thống Putin đưa ra vào ngày thứ Tư 25 tháng 9 trong một cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga. Theo tờ Guardian, đây là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của Nga đối với Mỹ cùng đồng minh, rằng họ không thể cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây. Tổng thống Ukraine Zelensky suốt nhiều tháng qua đã yêu cầu được sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và tên lửa ARCHAMS do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu hơn bên trong nước Nga. Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Moscow nhận được thông tin đáng tin cậy về việc nước Nga có nguy cơ bị tấn công ồ ạt bằng tên lửa hay UAV vũ trang. Ông Putin cũng cảnh báo một cường quốc hạt nhân hỗ trợ một quốc gia khác tấn công Nga sẽ bị coi là một bên trực tiếp tham chiến. Theo Guardian, ông Putin đưa ra lời đe dọa đối với phương Tây, trong khi các nhà lãnh đạo tiếp tục cân nhắc liệu có nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa hay không. Ông Putin cho biết, Nga đang thực hiện một số thay đổi tương xứng với các mối đe dọa quân sự mà Moscow đang phải đối mặt. Chủ nhân của Điện Kremlin nói rằng, chúng tôi nhận thấy tình hình quân sự và chính trị hiện đại đang thay đổi mạnh mẽ và chúng tôi có thể phải cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhân.
Trong khi đó ở Kiev, tham mưu trưởng của Tổng thống Zelensky, Andriy Yermak, đã hạ thấp mối đe dọa về việc Nga thay đổi học thuyết hạt nhân. Quan chức này nói, Nga không còn bất kỳ công cụ nào để đe dọa thế giới ngoài đe dọa hạt nhân. Những công cụ này sẽ không hiệu quả. Chuyển sang tình hình điểm nóng Trung Đông. Thưa các bạn, giới quan sát cho rằng về lý thuyết thì nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban có thể đập nát hệ thống vòm sắt của Israel. Nhưng họ sẽ kiềm chế làm như vậy để tránh trả một cái giá quá đắt, thậm chí là đối mặt với sự hủy diệt tàn khốc. Trong những tuần gần đây, Israel đã giáng đòn nặng nề và liên tiếp đối với nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban. Israel được cho là đã cài thuốc nổ vào máy nhắn tin của các chiến binh Hezbollah, đồng thời hạ sát các thủ lĩnh cấp cao và bắn tên lửa vào các căn cứ của họ. Đáp lại, theo giới quan sát, bất cứ lúc nào Hezbollah cũng có thể thực hiện cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa và UAV quy mô lớn, đủ sức xuyên thủng một số lá chắn phòng không của kẻ địch. Theo một báo cáo vào tháng 3 của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, Hezbollah dường như đã dự trữ tới 200.000 quả tên lửa. Các chuyên gia cho biết, số lượng này có thể đủ để áp đảo hệ thống phòng không Iron Dome, vòm sắt của Israel và gây ra thiệt hại lớn cho các thành phố và cơ sở hạ tầng của quốc gia này. Ông William Wechsler, nhà phân tích về Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương, nói với Business Insights là nếu bùng nổ một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah, mọi thứ sẽ leo thang rất nhanh chóng. Hoa Kỳ dễ dàng bị lôi kéo vào cuộc để bảo vệ đồng minh Israel, điều đó có thể dẫn tới sự hủy diệt của Hezbollah. Chuyên gia Wechsler nói thêm, Israel đã quyết định leo thang chiến sự tại biên giới phía Bắc giáp Liban. Theo nhà phân tích này, Hezbollah nhận ra rằng nếu họ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh thì có thể gây ra một chuỗi sự kiện dẫn đến sự hủy diệt của chính mình. Sau cuộc chiến lớn vào năm 2006 với Israel, Hezbollah đã bắt đầu tích trữ vũ khí như một biện pháp răn đe và hù dọa. Nhờ sự giúp đỡ của Iran, Hezbollah không chỉ có được tên lửa mà còn có cả vũ khí dẫn đường chính xác và hệ thống phòng không. Tuy nhiên, nếu Hezbollah dốc hết sức để tấn công đối thủ, hậu quả sẽ là hàng chục nghìn thường dân thiệt mạng. Đồng thời, các vụ không kích ồ ạt như vậy sẽ gây ra việc mất điện và tàn phá cơ sở hạ tầng của Israel, buộc lực lượng phòng vệ của nước này sẽ phải phản công và gây ra thiệt hại còn lớn hơn nữa cho Hezbollah, chuyên gia Wechsler cho biết. Một quan chức cấp cao giấu tên của Hoa Kỳ cũng nói trên đài CNN vào tháng 6 là trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện, Washington đánh giá ít nhất một số hệ thống vòm sắt sẽ bị áp đảo. Israel cũng nghĩ rằng một số lá chắn vòm sắt của họ sẽ dễ bị tấn công, đặc biệt là ở phía bắc đất nước. Vòm sắt là một trong những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất đang hoạt động hiện nay. Vòm sắt bao gồm 10 hệ thống di động có thể được triển khai trên khắp Israel. Mỗi hệ thống gồm 3 đến 4 bệ phóng mang theo hàng chục tên lửa đánh chặn Tamir và một radar có độ nhạy cao. Chuyên gia Wechsler cho biết, việc phá vỡ vòm sắt có thể làm bắt đầu một chu kỳ bạo lực vì có khả năng Hoa Kỳ sẽ phải can thiệp để bảo vệ Israel và trả thù cho bất kỳ tổn thất tiềm tàng nào liên quan đến nhà thầu Mỹ. Tiếp theo, Iran cũng có thể tham gia vào cuộc chiến để hỗ trợ Hezbollah vì nước Cộng hòa Hồi giáo lo sợ lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất và quan trọng nhất của mình sẽ bị hủy diệt. Iran có thể sẽ sử dụng mạng lưới phiến quân khổng lồ tại khu vực để tấn công các căn cứ và đồng minh của Hoa Kỳ trên khắp Trung Đông. Đây là một chuỗi sự kiện mà Hezbollah và những người ủng hộ họ tại Tehran đáng nghĩ đến và tỏ ra cực kỳ cảnh giác. Theo ông Wechsler, Hoa Kỳ sẽ không để sự tồn tại của Israel bị đe dọa. Hoa Kỳ sẽ không để các đối tác của mình ở vùng vịnh bị đe dọa. Về mặt logic, Hezbollah có nhiều lý do để lùi bước, quay trở lại nguyên trạng, ông nói thêm. Một số ý kiến cho rằng Israel đang sử dụng chiến thuật leo thang để hạ nhiệt. Họ gây áp lực mạnh nhất có thể với Hezbollah, buộc nhóm này phải đồng ý một thỏa thuận ngoại giao và lùi xa khỏi biên giới miền Bắc Israel. Việc này sẽ cho phép hàng ngàn công dân Israel từ nơi sơ tán trở về nhà. Tuy nhiên hiện tại Hezbollah vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ. Họ đã phát động cuộc tấn công đầu tiên vào thành phố Tel Aviv ở miền trung Israel vào sáng ngày 25 tháng 9. Nhóm này cho biết tên lửa đã nhắm vào trụ sở của cơ quan tình báo Mossad ở Tel Aviv. Trong khi đó, Israel có nói tên lửa đã nhắm vào khu dân cư và đã bị đánh chặn. Dù đòn tấn công đã bị ngăn lại, nó vẫn là lời cảnh báo về khả năng đáng gờm của Hezbollah. Tình hình vẫn rất khó lường, mối nguy hiểm nằm ở chỗ hai bên sẽ hành động bất ngờ, dẫn tới sự leo thang ngoài tầm kiểm soát. Một số nhà phân tích suy đoán, Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào miền Nam Liban để đẩy lùi Hezbollah. Đây có thể là một trong những yếu tố kích hoạt Hezbollah sử dụng kho vũ khí tên lửa của mình. Trong một kịch bản khác, nếu Hezbollah cảm thấy sắp bị tấn công, họ có thể triển khai máy bay để tiến hành cuộc tập kích phủ đầu. Ông Wechsler có nói, việc Hezbollah gây chiến với Israel là phi logic, nhưng nó vẫn có thể xảy ra trên thực tế nếu các bên thiếu kiềm chế. Mồi lửa vẫn đang âm ỉ, các bên ra sức dập tắt nó, nhưng chỉ cần có thêm một tia lửa, đám cháy sẽ bùng phát dữ dội và bao trùm khắp Trung Đông. Bản tin điểm nóng ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Mời các bạn đăng ký theo dõi kênh BNC Now và BNC Asia để cập nhật các tin tức nóng nhất tại châu Á và trên toàn thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!